The Little Island, tạm dịch là đảo nhỏ ở thành phố New York, khánh thành vào tháng 5, mang đến cho du khách cảm giác như ở trên đảo và tầm nhìn độc đáo ra đường chân trời. Dự án tiêu tốn của thành phố 260 triệu đô la, trong đó có 240 triệu đô la được chi trả bởi doanh nhân New York Barry Diller và vợ Diane von Furstenberg. Công viên có diện tích 10.000 m2, nhưng nhiều du khách cho biết nó có cảm giác lớn hơn. Hòn đảo được kết nối bởi 132 cột bê tông hình hoa tulip, cao từ 4 đến 19 mét trên sông và được lấp đầy bởi đất trồng cây. Nhà thiết kế người Anh Thomas Heatherwick đã tạo ra nó cùng với một dự án nổi tiếng khác của New York, được gọi là The Vessel. Chương trình đầu tiên của chúng tôi trong mùa hè này sẽ là Broadway Inspirational Voices, cho nên chúng tôi sẽ có các nghệ sĩ nhạc kịch sân khấu Broadway trong buổi hòa nhạc này. Cảnh quan được thiết kế bởi công ty MNLA nổi tiếng của New York. The Little Island có 35 loại cây mọc trên những cột hoa tulip khổng lồ, hơn 60 loại bụi cây và 270 loại hoa, mang đến những bãi cỏ xanh mướt, dễ chịu để bạn thư giãn hoặc tận hưởng một bữa ăn ngoài trời. Tôi thích cây cối, có rất nhiều loại cây và hoa thú vị ở đây. Rất tuyệt, nó được chăm sóc rất tốt, có rất nhiều cây, rất nhiều người và gương mặt thân thiện. Các lối đi bộ của công viên kéo dài hơn 540 mét, nằm giữa những ngọn đồi nhỏ và cây cối. Bất kỳ ai leo lên ngọn đồi cao nhất của công viên sẽ thấy được một khung cảnh tuyệt đẹp của tượng nữ thần tự do và thành phố Jersey, cũng như khu Manhattan. The Little Island được xây ở nơi từng là bến tàu 55 của Manhattan. Đó là nơi đáng lẽ con tàu Titanic đã neo đậu, và đó là nơi tàu RMS Carpathia đưa những hành khách sống sót đến sau thảm kịch Titanic. Chúng tôi mới đến khoảng 30 phút, chỉ mới thấy phía bên này, nhưng thiết kế trông khá đẹp. Thành thật mà nói, nó đẹp hơn tôi nghĩ rất nhiều, thật đẹp. Công viên được kết nối với Manhattan bằng hai đường đi bộ và mở cửa cho du khách từ 6 giờ sáng đến 1 giờ sáng.